Theo dõi phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 về lĩnh vực thanh tra, vấn đề phòng chống tham nhũng được nhiều cử tri Bà Rịa Vũng Tàu quan tâm. Theo nhiều cử tri Bà Rịa Vũng Tàu, kết quả trong phòng chống tham nhũng từ trung ương đến địa phương thời gian qua có những chuyển biến rất tích cực. Trong cái thời gian qua thì nói chung về công tác tham nhũng thì rất là tốt, người dân rất là đồng tình. Thì ở đây nhân dân cũng kỳ vọng là phải thường xuyên đốt lò, thường xuyên chống tham nhũng, thường xuyên, chứ nó không có một cái giai đoạn nào hết. Đại biểu Quốc hội là từ cái câu chất vấn đến trả lời phải nói là đi sâu sát với nhân dân, sâu sát với quần chúng và thực tế đi vào cái cuộc sống của nhân dân hàng ngày. Bây giờ Quốc hội đang họp và đang tham luận vấn đề này, tôi thấy rất có ý nghĩa. Nếu chúng ta không trong sáng về mọi vấn đề, có dân là có nước, mà chúng ta làm mất lòng dân là chúng ta mất nước. Tôi rất là hy vọng, bởi vì sao tôi thấy điểm sáng người cầm lái của chúng ta là con thuyền. Tôi nói với các bạn tôi rất nhiều đấy, thuyền to sóng to không sợ, thuyền nhỏ sóng nhỏ không sợ, mà sợ người cầm lái thì bắt trọng. Và Bộ Chính trị bây giờ tôi rất tin tưởng. Qua cái cuộc chất vấn quan khẩu lần này ấy, thì tôi thấy rằng rất tán đồng với quan điểm và lập trường chỉ đạo của Tổng Bí thư và Quốc hội. Về công tác đây, thứ nhất là làm sao cho nó trong sạch cái nội bộ trong cán bộ từ cấp nhỏ cho tới cấp lớn. Để chi? Để thanh lọc được cái thành phần tham nhũng. Mong rằng kể từ đây về sau, cái việc chống tham nhũng đó liên tục không nên chấm dứt. Cử tri Bà Rịa Vũng Tàu cũng đánh giá cao chất lượng nội dung chất vấn của các đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Đoàn Hồng Phong, về những vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra.